Thời điểm này đang là mùa mưa bão hàng năm ở Quảng Ngãi. Vì vậy, sóng ở các khu vực vùng biển bãi ngang ven bờ khá lớn. Gọi là vùng biển bãi ngang vì đây là những khu vực biển không có cảng, cửa ra vào để tàu thuyền lớn neo đậu và trú ẩn. Vì vậy, phương tiện đánh bắt của ngư dân chỉ là thuyền thúng máy nhỏ hoặc chèo tay. Dù thừa hiểu ra khơi trong những ngày như thế này là rất nguy hiểm, thế nhưng vì mưu sinh, nhiều ngư dân vùng biển bãi ngang huyện Mộ Đức vẫn chấp nhận đưa phương tiện ra khơi đánh bắt. Biển động phải nguy hiểm chứ, biển trong biển em thì nó lại ít tiền mà lại coi như là nó ít nguy hiểm. Biển động phải nguy hiểm hơn là cuộc sống phải chịu thôi chứ. Ngày mấy anh ngư phủ mà 4 giờ đi à, vô trần chiều là cỡ 1-2 giờ. Còn biển thì bữa có bữa không vô trần, bữa dài 3 triệu, bữa không có rồi ít trăm rồi. Một lý do nữa, theo ngư dân ở vùng biển bãi ngang, mùa biển động thường đánh bắt được nhiều cá tôm hơn so với mùa biển lặng. Bên cạnh đó, giá bán cũng cao hơn là những lý do để ngư dân liều mình vượt sóng ra khơi. Cũng như các thời điểm khác trong năm, vị trí đánh bắt của ngư dân bãi ngang chỉ cách bờ 3 đến 5 km, số lượng đi từ 2 đến 4 người trên thuyền, thời gian đánh bắt đi về trong ngày. Nói về thu nhập của mỗi chuyến ra khơi, ngư dân Đức Minh cho biết được khoảng 5 đến 700 ngàn đồng, hôm nào nhiều thì được 1 đến 2 triệu đồng trên chuyến.